Rồi giờ Vũ đi hướng ngay chỗ trước cửa nhà Trú Bảo đi vô. Hướng bên tay phải của cầu Thới Thuận. Đây cũng là ấp Thới An của xã Thới Thuận. Em gửi cho phần gạo chị. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Phần gạo là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng chị. Dạ, cảm ơn anh Phụng. Ồ, chị hàng ngày là chị đi bán bánh tráng trộn hả? Bánh trộn với lại bò viên chiên nào á. Dạ. Hôm nay chị có đi không? Dạ có, ngày nào bán ở bên đây nè. Dạ. Bán bên trường học hay gì chị? Ở sát bên đường đây nè. Dạ. Bán đỡ không chị? Bán mấy ngày nay bán ngày mấy chục ngàn, mấy chục ngàn. Dạ. Để bán lại ra. Còn xã chị đi làm gì? Thôi hả? Thì chị mấy người con? Dạ. Chỗ đây nấu ăn hả chị? Mấy người con chị? Ba đứa mà hai đứa có chồng rồi, còn mình bé Út. Dạ, ở bé Út hả? Bé Út nay nhiêu tuổi? 11 tuổi. Dạ. Rồi chị quê đó giờ ở ấp Thế An này luôn hả? Còn xã quê ở đâu? À. À, hôm qua không có bé, hôm qua đi lên nhỏ em đẩy đồ về nè. Dạ. Nó cũng bệnh á, rồi nó đi chữa bệnh rồi đem đồ về nó cũng bán á. Dạ, bán tới Bình Đại hả chị? Dạ, chỗ cổng chào của bên gì ta, khu quân đội đó, mình đây mình lên có cái cổng khu quân đội đó. Dạ. Rồi hôm đi chị. Rồi lấy xe đó về con phụ bán hay gì? Dạ. Nhỏ gái phụ bán xe, chị bán xe. Để xác qua con để xác qua. À. Con mốt gì nó về. Dạ. Này cũng lụm da chai hay gì nhóc vậy? À. Dạ. Ai nhậu lụm với chai chứ căng với chai. Dạ. Giờ Vũ đi vô hẻm nhỏ này. Có bà dì sống mình ở trong này nè. Rồi giờ Vũ đây vô đây có bà dì sống mình đây nè. Dì khỏe hả dì? Khỏe. Hỏi dì thứ mấy? Dì hai. À, dì hai, năm nay dì hai nhiêu tuổi không quên rồi? Tết này nữa là 89. Tết này 89 ha. Ừ. Dạ. Rồi con gửi cho dì hai ăn bịch gạo nè. À. Bịch gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng ăn gì? Dạ rồi dì nghỉ con đi nha. Ừ. Dạ. Cái này cậu nói của ai? Dạ của gia đình anh Phụng ở nước Mỹ gửi tặng. Còn cậu ở đâu? Dạ con ở tên Bình Đại á, con thường ghé cho dì hoài đó. À, cảm dạ. ơn cậu. Dạ. Rồi giờ Vũ xuống đây là ở ấp Thới An của xã Thới Thuận. Thì xuống đây có em này là bị bệnh nằm chỗ nè. Ủa chị là má của em bé hả? À. Dạ. Anh gửi cho bịch gạo nha. Mắc cỡ lần nào xuống cũng che hết thôi nè. Dạ. Dạ chào thím. À, thím nay thím không có đi làm ha? Dạ tại xuống cũng nhiều lần mà không có gặp thím, thím đi làm. Dạ. Gì con? À. Chiến nào xuống cũng mắc cỡ á. Gì kỳ chụp hình ngồi dậy với con. Dạ được rồi thiếu. Rồi thôi được rồi. Ngồi dậy.
em mắc cỡ thôi. Chú cho ba cho gạo nè. Dạ, con gửi tặng cho thím 10 kg gạo. Gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng cho thím. Dạ rồi. Em là như ba mấy tuổi rồi phải không thím? Ba mấy tuổi thì... Dạ. Là bị nhỏ lớn luôn hả thím? Nhỏ lớn hồi mới sinh ra tới giờ. Dạ. Nghe chú nói là mỗi lần sáng là rinh ra đây hả? Chiều rinh vô. Chiều rinh vô. Dạ. Thì thím có mấy người con? Có hai đứa y như nó mà chỉ mất đứa rồi, còn mình nó đó. Dạ. Dạ rồi thôi con đi nha thím. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Tiến ơi. Rồi giờ vụ ghé xóm này là cũng ấp Thới An của xã Thới Thận nè. Xóm này có nhiều nhà khó khăn. Dạ chào gì? Dạ, nó gửi cho bịch gạo. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, bịch gạo này là của anh Nguyễn Văn Hoàng phải không? Cái này của anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ, thôi vậy gửi dạ. Lại anh Phụng bên nước Mỹ. Dạ, cái này là anh Hoàng phải không? Dạ. Không bị bệnh Không bị bệnh giống như là phổi á nha chú. Dạ, dạ. Rồi, xách vô nè. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, dạ. Như đang sửa vườn hả? Dạ, quá vậy. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi? Dạ 58 tuổi. Dạ. Dạ không bị bệnh lâu chưa? Bệnh nay gần 6 tháng rồi chứ. Dạ. Dạ sắp sạch hết trơn rồi. Dạ. Đi lần lần cũng được. Dạ. Rồi hồi trước dưỡng làm gì vậy? Ở nhà không có làm gì đâu, làm gì nổi, bỏ bà phổi mà. Dạ dạ. Ở nhà trong này che mũ hết trơn rồi. Che mũ rồi, nó muốn sập trơn đó, dạ. Nó chạy kẹo hết trơn rồi. Dạ. Dạ, hồi trước rồi làm hồ ha. Dượng cũng 6 mấy tuổi luôn hả? Đó, dạ. Bà ổng 50 rồi. Dạ. Ý 60 rồi. Dạ. Mà hồi trước còn khỏe là đi làm hồ. Đi làm hồ, mới nghỉ ngay là năm nay 2-3 năm rồi. Dạ, rồi lúc bệnh mình mới nghỉ phải không? Dạ. Dạ. Cảm ơn thằng Đức Vinh và con đã giúp đỡ nha. Dạ, dạ. Là gì đóng lại cái vạc hả? Dạ. Gãi sơn rồi đóng lại nằm. Dạ. Dạ rồi con đi. Dạ. Tới chiếc chiếu cũng tiền tàng hết rồi. Tới chiếc chiếu luôn rồi. Rách hết trơn rồi gì? Là tải ở đây nằm á hả? Dạ, tải ở đây nằm. À. Rồi kế bên đây là anh Đen. Nhà của anh Đen. Anh sống đây con mình nè. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Giờ nay 36 rồi. Dạ. Rồi anh không thấy đường lâu chưa? Thì thấy đường đây gần cả 30 năm. Vậy là nhỏ lớn luôn hả? Dạ. Rồi có gia đình không? Dạ có gia đình đó. Có mình chú á. À, chỉ đâu? Dạ, dạ dạ đi làm ở Sài Gòn. Dạ. Cũng người khiếm thị luôn. Cũng khiếm thị luôn hả? Dạ đi làm ít xa nha chú. Dạ. Dạ đó có hình vợ đó. À có hình đó ha, hình cưới ha. Dạ. Vợ quê ở đâu? Dạ quê ở ngoài Quế rồi. À. Ê chị đi làm ở thành phố hả? Dạ. Thì anh có đi làm không hả? Em thì đi nhập công lâu lâu mới đi mà dạo này cũng quá không có đi chú ơi. Dạ. Dạ. Tại vì là tất cả nhà tất cả toàn là cầu tùng kéo kéo thì khi không là làm tay cái tay mà đưa đàm hay kia là bại. Rồi em gửi cho anh phần gạo 10 kg nè, em để bên ghế nè anh. Dạ dạ dạ.
tới chút nữa, rồi đưa tay ra, rồi phần gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng nha. Dạ dạ, cảm ơn, cho con cảm ơn luôn nghe. Dạ, vậy là anh đi nhặt công nhặt sống ha. Dạ. À, mình đi mướn cho người ta vậy hả? Dạ. Một cái đám về được nhiêu tiền anh? Dạ, đám thì được 400 vậy đó. À. Nhưng mà nghỉ lâu rồi, tại vì không có bây giờ em nói gì đó toàn là giờ tao chơi laptop với màn hình không à. À, nên giờ cũng không có chơi được. Dạ. À, vậy thì hai ông bà có con không? Dạ có bé được 3 tháng. Dạ. À, rồi thôi anh nghỉ em đi nha. Dạ. Rồi. Rồi giờ Vũ ghé đây cũng ở ấp Thới An của xã Thới Thuận nè. Vì ở đây là ở nhà máy ấm tuổi già. Vì thứ hai vì đó là bị bệnh tiểu đường. Vì là bị bệnh tiểu đường lâu chưa? Lâu rồi, năm nay 7 năm. Dạ. Con hỏi gì năm nay nhiêu tuổi rồi dì hai? 73 tuổi. 73 hả? Dạ. Rồi con gửi tặng cho dì một phần gạo 10 kg nha. Dạ. Phần gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng anh gì? Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi thưa dì đi nha. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Cảm ơn chú luôn. Dạ dạ rồi. Giờ chú ghé đây cũng ở ấp Thới An của xã Thới Thuận nè. Số nhà 299. Coi có ai nhà không? Chú gửi cho gạo nè con. Ba mẹ con đâu? À. Mẹ con đi làm rồi ha. Thì hai chị em ở nhà ha. Rồi chú gửi cho phần gạo 10 kg nha con. Phần gạo này là của gia đình chú Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng nha con. Con ôm nổi không? Ôm vô giường giùm chú đi. Ôm nổi không? Nổi không? Rồi giỏi. À, thấy chị rinh bao gạo cười. Xuống phụ rinh với chị đi. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp mẫu giáo. Lớp mẫu giáo hả? Còn chị học lớp mấy? Chị học nó không biết. Không biết. Rồi đem xuống sao luôn rồi. Chú hả con? Vũ camera bình đại con. Con con có biết hả? Mấy năm trước chú quay ở rồi nghe chị giới thiệu nó. À. Chị lâu vậy? Chị lâu vậy? Nó đây cho nè mày nè. Rồi chú đi nha con. Vũ ghé nhà của dì Tư. Ở đây là cũng ở ấp Thới An của xã Thới Thuận nha các bạn. Rồi, nhà này giờ dì còn chụm củi nè các bạn. Dì dựa vào cái củi đước quá dần luôn. Đây là số nhà 227. Dì Tư ơi. Chú. Dạ. Đây là con gửi chú thím phần gạo 10 kg, phần gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng cho chú. Dạ, chú thím giờ cũng khỏe hả? Hết bệnh chưa? Còn bệnh dài, bệnh kinh niên đó mà. Dạ. Dạ. Khỏe không Tư? Khỏe con. Dạ rồi, không đi. Ai có? Có người dì ở đây nữa là ở cũng ấp Thới An xã Thới Thuận nhà dì ở nhà đại đoàn kết nè, mới vừa tặng cho dì.
Dì khỏe hả dì? Dạ. Rồi con gửi tặng cho dì bịch gạo nha. Dạ. Gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ. Nhà dì mới cất đẹp quá ha. Này nhà nước cất à. Nhà nước cất ha. Nhà nước cất á. Dì ở đây với ai? Mình hả? Có mình hả dì? Còn đằng sau thì cho cháu nó ở. Dạ. Dạ rồi con gửi dì sách vô được không? Dạ. Dạ dạ rồi. Năm nay dì nhiêu tuổi rồi? 76. Dạ. Mới bệnh mới vừa rồi á, hở hai phân tim mới vậy nè. Dạ. Dạ rồi thôi dì nghỉ khỏe con đi như vậy. Dạ. Rồi. Rồi giờ chủ xuống đây cũng ở chỗ ấp Thới An của xã Thới Thuận luôn. Ở đây có hai ông bà. Ở đây là nhà đại đoàn kết luôn. Mới cất năm 2020. Ngôi nhà cúng gì. Chú ơi. Chú ơi chú. Chú ơi. Rồi không thấy ai nhà. Chú ơi. Chú không nghe hả? Không biết, ông không nghe. Dạ rồi. Rồi rồi nghe rồi. Này chú nhà chú cúng gì hả chú? Cúng cơm là dạ. Chú cúng cơm hả? Cúng cơm là dạ. Dạ. Này chú ơi con gửi gạo chú. Con gửi chú phần gạo 10kg nè chú. Phần gạo này là của gia đình anh Phụng bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ rồi. Dạ rồi chú nha, đem vô một con nha. Dạ rồi. Cảm ơn ta. Không nghe. Dạ chú bị lãng tai rồi. Dạ rồi. Đây giờ Vũ qua cái cầu này là cầu Rạch Rít ở ấp Thới An của xã Thới Thuận. Ôi đây cảnh quá đẹp luôn các bạn. Vũ ở trên cầu nhìn xuống nè. Đó, mấy cái ruộng bà con làm muối nè các bạn. Mùa này là mùa chuẩn bị bà con làm muối. Ôi quá đẹp luôn. Đây là mấy cây đước. Ruộng muối bà con đang cấp nước vô làm nè các bạn. Giờ Vũ xuống đây là nhà của anh Ngữ. Ở đây là ở cũng ấp Thới An hả chị? Ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chị cho em hỏi thăm là chị làm muối hả? Làm ruộng muối gần đây hả? À, làm bên kia hả? Rồi chị cho em hỏi là gia đình của anh Ngữ là ở đây là mấy người mà? Ba đứa con. Ba đứa con hả? Thì vợ chồng ảnh làm gì? Thâu đi, vợ thâu đi. Nó đi bằng mướn. Rồi ảnh đi bằng mướn hả? Ừ. Dạ. Rồi ảnh năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Cha không nhiêu tử Pháp. 39 tuổi hả? Vô đây đi cho chú quay. À, vô đây con rồi chú. Vô nhà đó chú thì quay cho. Nó cũng nó sống với cha nó có mệt là mấy. Mà mẹ nó có chồng khác rồi. Trời ơi. Ảnh khổ lắm mẹ, có chồng khác rồi ba đứa con đi học mà cũng cảnh khổ lắm. Dạ. Rồi chú chào con nha. Dạ. Đứng xe qua bển rồi con để nắng. Rồi con thứ mấy? Dạ con thứ hai. Thứ hai hả? Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16. 16 tuổi hả? Rồi con tất cả mấy anh em? Con 3 người. 3 người hả? Rồi mấy trai mấy gái? Dạ 2 trai 1 gái. 2 trai 1 gái hả? Em kế của con là trai hay gái? Dạ trai. Nói lớn lên con. À, vậy là con em gái là Út hả? Rồi hàng ngày cha con đi làm gì? Dạ cho con đi mà muối. Mà muối cho người ta hả? Rồi con có đi học không? Dạ con nghỉ.
nghỉ lâu chưa? Cũng nghỉ được 2 năm. À, hai đứa em con có đi học không? Có. Đứa em kế con học lớp mấy? Em kế con học lớp 6 rồi chú. À. Rồi sáng cha con đi làm rồi hả? Dạ, cha con chưa có đi, cha con đi nổi. À. Thì sẵn đây Vũ cũng quay cái video, Vũ cũng nhờ là cô chú anh chị mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước cũng xem xét giúp đỡ dùm cho anh Ngữ nha. Cho chú hỏi, nhà con là bị gió mạnh mà nó rớt mấy cái tôn xuống á hả? Dạ. Nay bao lâu rồi? Con cũng nhớ, con mới đi ghe về. À, con đi rồi. Dạ. Con đi ghe là con đi mướn cho người ta hả? Dạ. À. Rồi cho chú xuống thì sao, nhà con chút xíu nha. Dẫn chú đi con. Thì con học tới lớp mấy mà con nghỉ? Lớp 8 mà nghỉ hả? Là nghỉ nay mấy năm rồi, nãy chú có hỏi chưa quên rồi. Con nghỉ nay được 2 năm. Ờ, à, nghỉ nay 2 năm rồi ha. Đây là lưới, vậy hàng ngày con đi giăng lưới hay gì vậy? Có, con để giăng giăng ăn hả chú? Có đi giăng lưới ăn hả? À. Đây là chỗ con nấu ăn đây ha. Rồi chú nghe nói ba mẹ con thôi nhau hả con? Lâu chưa? Cũng được 2 năm rồi chú. À. Đây mấy bữa đó gió dữ lắm mà sao mà nó sập bên trước dữ rồi con? Mấy bữa giông. À, tại ở đây là ở trước là nó trống quá ha, tại gió chướng á. Đây là phòng ngủ rồi hả? Ở nhà con có thuộc diện hộ nghèo không con? Có hộ nghèo luôn hả? Có. Ở đây gió chướng nè, tới mùa này mùa gió chướng á, ở bên trước là ruộng muối á. Rồi gió thổi vô. Rồi chú gửi tặng cho con 10 ký gạo nha. Gạo này là của gia đình chú Phụng gửi tặng nha con. Con cất giùm chú nha. Rồi. Dạ. Rồi đó coi. Mẹ bỏ này mấy năm rồi, mẹ có chồng khác rồi. Thằng này đúng còn học mà tại nó khổ quá nên không có tiền. Không có tiền hả? Dạ. Mà chị cũng gần ở đây thì cũng biết rõ hoàn cảnh này phải không? Dạ. Hiện giờ mẹ nó vậy rồi ba nó làm sao mà đủ nuôi. Ba nó thì cũng mặn thì không có cũng lại nậu lên ngoại đâu, ăn bậy bạ vậy đó. Dạ chứ, chứ. Giờ nó mới đi ghe năm rồi năm nay đó, đặng kiếm tiền đặng phụ vô cho em nó đi học. Dạ. Chứ giờ nậu ngoại cũng đâu có nuôi suốt đâu. Dạ. Nhưng qua cái nhà bà này bà cũng ổn. Dạ. Bà cũng còn muốn muốn đó. Dạ. Rồi để chút rồi em qua luôn. Ở đây tại ngay cái đồng trống mà nhà cây này nó cũng yếu rồi. Bà cũng còn muốn mướn rồi ấy. Dạ. Đồng nghiệp chú Phương ba đứa con. Em cũng ở bản bên ai có cho gạo cho thóc là ai mạnh quân nào cho là cũng xin cho đó. Dạ. Chứ ngay đây cho đâu cho nó bận. Ngay đây nó cũng ngay ngọn gió nữa nè. Ừ. Khổ lắm. Rồi giờ Vũ ghé ở đây nhà của chị này cũng chị Sáu cũng ở xóm kế bên nhà của anh Ngữ ở đây thì hàng ngày cũng đi làm muối mướn cho người ta.
chị bị bệnh lãng tai hả? Nói nhỏ không nghe hả? Không. Chị ở đây với ai? Ở đây với chồng, à, đứa con. Dạ, là hàng ngày đi làm muối cho người ta làm mướn hả? Là cũng đi làm bằng lập thuê làm mướn vậy đó, chứ không có đất, không có gì hết, nhà có cái nhà không à. Dạ. Giờ cũng tới mùa muối đi làm hả? Nhà chị là tiêu tập hết trơn rồi, chờ học nhà nước cho mà không có thể cho. Dạ. Rồi em gửi tặng cho chị phần gạo 10kg nha. Dạ. Phần gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng nha. Dạ. Dạ rồi. Ở đây đồng trống tới mùa gió chướng này, gió mạnh cũng sợ quá ha. Ở này là căng dây tùm lum hết trơn hả? À, căng dây nè. Dạ. Ở nhà anh Ngữ thì kế bên bển thì nó bay to. Dạ rồi thôi em đi vậy. Dạ. Rồi giờ Vũ qua đây cũng ở ấp Thới An của xã Thới Thận nha các bạn. Ở bên đây có ông chú là bị bệnh phổi nè. Đây, giờ Vũ qua cây cầu, qua bên kia xong. Ở dưới này bà con làm đập với làm muối rất là nhiều nha các bạn. Ở đây có ông chú này đi làm muối mướn của người ta nè. Ông đi gánh đất. Đây ngôi nhà của chú ở. Ở bên đây là cũng Thới An luôn. Nó nói bị quất gì đó. Dạ. Rồi cái đầu định đi bên Đức nè. Lâu quá trời thôi, dạ. Rồi đi chị em nó quay phim gì nữa cả. Rồi chú là hàng ngày đi làm mướn gánh đất người ta vậy hả? Mà chú thêm có mấy người con? Có một thằng một giờ đi mà mướn này nè, sáng nó dạ. Đi mần vậy đó cưng. Rồi rồi để con gửi để bàn để gạo lên đây. Rồi cảm ơn em nhiều quá trời. Dạ. Đâm thuốc nam sức ổng chứ giờ tiền đâu đi bệnh viện. Này, dạ. Đang đâm. Dạ đâm thuốc người ta bài đó hả? Bài thêm. Đó thì đâm mình gì rau lá mướp với bông bọc. Dạ. Rồi quên nói quên. Dạ thôi con đi rồi chú ơi. Con còn đi nhiều người đó. Dạ. Rồi chú năm nay nhiêu tuổi? 74 rồi. Trời ơi. Ở ngoài làm ngoài nắng không nhìn coi chắc chắn dữ ha. Vậy thở ghê à, trời ơi, ổng phổi quá. Dạ làm vậy đó ngày người ta trả 200.000. Dạ. Thì gánh đất. Gánh đất. Gánh đất đặng là cho người ta làm muối nè cưng. Cho người ta làm muối. Rồi chú làm nghề gánh đất này bao nhiêu năm rồi? Rồi cũng mới làm đây chứ. Dạ. Mấy chục năm rồi, mấy năm trước em biết sao còn nhỏ đi cào. Dạ. Đi bắt cua. Dạ. Loại bắt cua vậy đó, đi cào. Dạ. Với bộ cung muối rồi nè. Dạ chú thêm là quê ở Thới An này luôn. Quê Thới An luôn. Đẻ đây luôn. Dạ. Hồi đó bên kia là. Dạ. Không uống được miếng nước nữa. Dạ thôi con đi, con còn nhiều người nữa. Dạ. Dạ thôi thưa chú thôi thêm đi ha. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Rồi thôi chú nghỉ khỏe ha chú. Cổ biết bao nhiêu đấy. Dạ. Cái cổ vậy cũng mang ơn nhiều lắm à. Dạ. Đứng vậy mực. Giờ Vũ ghé đây cũng ấp Thới An của xã Thới Thận nha các bạn. Ghé đây là nhà của anh Minh nè. Hoàn cảnh của ảnh cũng khó khăn, ảnh sống có mình à, ngày đi làm mướn. Rồi chào anh. Anh ở đây có mình hả? Thì vợ anh đâu? Giờ đi vậy. À. Thì anh có mấy người con? Ba người con, anh có chồng có vợ hết. Rồi, anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 52. Dạ. Rồi lúc nào anh có đi làm không? Giờ căng đau quá đi làm không được. Dạ. Giờ còn nghỉ nấp đây là 6 năm mà chưa có mẫu quá được. Bị gãi ha. Bị té hả sao? Bị té. Dạ. Em gửi tặng anh 10 kg gạo nha. Yeah. Gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng nha anh. Yeah, vậy được. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Rồi thôi anh nghỉ khỏe ha. Dạ. Yeah. Rồi. Em đi nha. Dạ dạ. Rồi.
Giờ Vũ ghé đây nhà của chị Năm cũng ở Thới An của xã Thới Thận. Ủa chị nha, cho em hỏi nhà chị bán điện thoại gì dữ vậy? Không, cái này của nhỏ gái nó làm lâu rồi, nó đóng vậy rồi sẵn rồi bỏ nó luôn, dở ra mà công nó mua rồi nó tạt để luôn. À để dừng luôn hả? Để dừng luôn. Cho em hỏi chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 49. Ở đây với ai? Ở mình, có nhỏ gái rồi nó đi theo chồng đó rồi. Còn ảnh đâu? Thôi nay cả 20 năm rồi. Dạ, à, chị mấy người con? Hai đứa mà còn thằng trai nó đi ghe. Rồi hàng ngày đi làm gì? Cũng không, cũng đi làm phụ hồ. Ờ, đi làm phụ hồ hả? Dạ, làm đỡ không vậy? Làm thì ngày cũng được 200 mấy rồi đó. Dạ. Làm đúng ý, sức khỏe rồi từng làm được ngày, 2 ngày nữa. Dạ, rồi, em gửi tặng như phần gạo 10 kg nha. Dạ, cảm ơn. Phần gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng, đi sách vô mẹ em ơi. Dạ, dạ. Giờ Vũ ghé đây là nhà của Thu, cũng ở ấp Thới An, xã Thới Thận luôn. Hồi cho anh hỏi cưng là quê ở đây hay là có gia đình gì đây? Có gia đình gì đây, tôi ở Thừa Đức đó. Ờ, quê Thừa Đức hả? À. Còn quê chồng ở Thới An đây? Dạ, quê chồng ở đây. Ờ, thì hai ông bà lúc nào có đi làm mướn không? Dạ, ảnh bằng hồ, cưng không có làm gì. Cưng làm gì? Cưng thì ở nhà đưa rước nhỏ xíu đi học đó. Mấy đứa? Có một đứa một. Ờ. À. Ảnh thì bằng hồ. Đứa nhỏ học lớp mấy? Nhỏ học lớp 6 rồi. Ờ. À. Rồi ông xã đi làm hồ. Dạ. Rồi ở nhà có làm gì thêm không? Thì nếu không có bằng hồ thì ai mướn ảnh thì ảnh đi bơm đất mướn cho người ta. Ờ, à, đi bơm đất. Dạ. Đất mà sang lấp nền rồi hả? Dạ, lấp bơm xe sò rồi đó. Mướn nhà cho người ta. Ờ. À. Dạ. Rồi cho anh gửi tặng phần gạo nha. Dạ. Gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ. Rồi, sách vô mà anh đi. Dạ. Cảm ơn. Ừ, rồi. Rồi, giờ Vũ ghé đây có ông chú sống mịn đây nè. Ổng bị bệnh. Anh, cho em hỏi ông chú này nay ổng đi đâu không có nhà? Đi mổ hả? Ờ. Dạ. Vậy em gửi đem phần gạo chừng nào về anh gửi giùm em nha. Rồi, rồi. Tại vì mấy lần xuống có cho ông chú là. Hôm nay đi đi mổ rồi. Chú đi mổ lâu chưa anh? Mổ này cũng nửa tháng à. Dạ. Vậy em để đây chút anh qua anh cất giùm em ha. Rồi, rồi, không bị gì mà mổ vậy anh? Không biết mổ bên gì á. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi okay. Rồi, rồi. Giờ Vũ ghé chỗ nhà của dì Tám ở đây là cũng ở ấp Thới An của xã Thới Thận. Chào dì Tám. Dì khỏe không? Dạ, cũng nay cũng mấy ngày thôi. Hơi bệnh muốn bệnh rồi. Dạ, dì hả là bị tai biến hả? Nhức khớp không à. Dạ, nhức khớp hả? Dạ. Dạ. Khớp không mà đi không được. Dạ. Ý là thuốc uống biết bao nhiêu nói là cũng. Dạ. Năm nay dì Tám nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. Dạ. Rồi con gửi tặng cho dì một phần gạo 10 kg rồi nghe gì? Dạ, dạ cũng cảm ơn chú. Dạ, gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng hay gì? Dạ, cảm ơn. Sao chứ? Năm ngoái á có ghé cho dựng lần. À, ghé cho gạo hả? Con ghé à? À, ghé cho gạo á. Dạ. Bịch gạo. Dạ, dạ. Dạ rồi thôi dì nghỉ con đi nha. Dạ. Dạ dạ. Rồi Vũ cho bà con ở ấp Thới An hết rồi nha các bạn. Giờ Vũ chạy lại đây là chỗ chợ Thới Thận.
Đây là ấp Thới Lợi 1 của xã Thới Thuận nha các bạn. Mé bên tay trái của Vũ nè. Đây là đầu nhà lồng chợ Thới Thuận nha các bạn. Đây là ấp Thới Lợi 1 của xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Rồi giờ Vũ vô cái hẻm này là ấp văn hóa Thới Lợi 1 nha các bạn. Tổ nhân dân tự quản số 9, số 10, 17. Hẻm này là bà con gọi đây là hẻm Miễu nha các bạn. Đây là Miễu Bà, tứ vị Thánh Nương ở xã Thới Thuận nè các bạn. Này chắc xây năm 1977 nè. Bên trái có chữ thiện nam, bên phải có chữ thiện nữ. Hình như là đang sửa lại thì phải. Đang nâng cấp lên, xây cái cổng cao lên. Vô nhà ông anh này thì có ba người là bị bệnh. Đây ở ấp Thới Lợi 1 của xã Thới Thuận nè các bạn. Nhà mái ấm tình thương này của công ty xổ số kiến thiết An Giang tài trợ năm 2019. Đây mấy anh em bị bệnh. Chào anh nha. À. Rồi mấy anh em bị bệnh giờ có đi làm gì không? Không làm gì hả? À. Rồi bà cụ thấy bà cụ mất rồi hả? À. Dạ. Dạ. Rồi em gửi tặng 10 kg gạo cho hai anh em ha. Gạo này của anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng. Là ba anh em là bị bệnh luôn hả? Đúng rồi anh em à. À. Tôi. À. Dạ rồi. Hôm đi. Giờ Vũ ghé đây nhà của bà dì Lụm Gia Trai. Dì ở đây là ở nhà tình thương nè. Dì ơi. À dì đi Lụm Gia Trai chưa về hả chú? Vậy gửi cho dì bịch gạo ơi. Hồi nãy em gặp ở ngoài cầu Thới Thuận dì nói đi về mà chưa về tới. Dạ. Rồi gửi đây cho dì đi. Dạ 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 mẹ đi chưa có về chú. Dạ dạ rồi. Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Hồi nãy mới gặp dì ở ngoài á. Dạ dạ chưa về. Rồi rồi. Giờ Vũ ghé đây là cũng ở ấp Thới Lợi 1 của xã Thới Thuận. Ở đây có bà dì bị bệnh. Dì ơi. Con gửi cho gạo nha. Dạ. Dạ. Dì khỏe hả? Gửi cho gạo à. À gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng hay gì? Cảm ơn. Dạ. Dì cũng khỏe hả? Dạ. Dì bệnh hơn. Dạ nay thấy dì ốm hơn lúc trước nha. Ráng ăn nha. Năm nay dì nhiêu tuổi rồi? 80 rồi. Dạ. Rồi đó, thôi dì nghỉ khỏe con đi à. Nay thấy ốm hơn lúc trước nhiều. Chỗ xuống đây là chỗ ấp Thới Lợi 1 của xã Thới Thuận. Ở đây có bà cụ bị bệnh nằm chỗ. Dì xách giùm con phần gạo vô dì. Đây có bà cụ bệnh nằm chỗ. Mới đỡ thôi bà dậy anh cô. Dạ. Mất đỡ đâu mà chứ không té xuống đi. Bà khỏe hả bà? Mất đỡ đó. Dạ.
Dạ con mới xuống. Ủa cái giường này đâu rồi? Dạ rồi giờ nằm dưới đất luôn hả? Nằm đây. Dạ. Rồi dạ. Đã mà vậy nó mới được chứ bà tự đi ngồi vậy cũng được. Dạ. Ăn rồi muốn ngã luôn. Dạ, con gửi tặng cho bà phần gạo nha. Phần gạo 10 kg, phần gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng ha. Cảm ơn cậu. Dạ. Dạ rồi thôi bà nghỉ nha con đi nha. Ừ. Dạ. Rồi con chào chú Thím nha. Dạ. Ủa, Thím đang làm gì, làm hàng rào hả? Dạ, làm à. Sợ gà nó bươi ba này cây thuốc nè. Dạ. Để mình uống. Cây này trị gì á Thím? À, nhức. Rồi người ta bài nhức mỏi rồi á, dưới bên gan á, tại vì tôi bệnh gan. Dạ. Tôi gan tôi mổ cái bụng vậy nè. Dạ. Cây đó gọi là cây gì á Thím? Không biết luôn. Cây không biết luôn hả? Không biết luôn. Tên mà quên rồi. Dạ. Cứ vậy người ta biểu mình đi gặp cái cây mà y như lá lâu lâm thì mình thấy nó lá giống lá lâu lâm mình bước về. Dạ. À. À, chú đi làm gì về vậy? Lượm chai. À, lượm đỡ không? Cũng vợ bữa bán 100 mấy à. Dạ. Hai chồng già sao đủ sống. Dạ, để con gửi gạo. Đây nhà chú Thím đây là ở 350 ở Thế Lợi 1. Thế Lợi 1. Dạ. Chú vô đó con gửi gạo chứ. Dạ, cái nhà dạ, đứa nó tanh banh nó tơn rồi. Dạ. Tanh banh là hết tơn mà không có tiền. Rồi con gửi cho chú Thím phần gạo 10 kg nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, phần gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ. Vậy nói tôi gửi lại thăm gia đình mạnh giỏi hết. Dạ. Còn Thím hôm đó nay bị bệnh rồi đâu đi làm gì hả? Không, mổ này nè. Dạ. Chưa. Mổ bụng ha. Mổ bụng. Dạ. Mổ này dắt lên trai luôn. Dạ. Cũng như là mổ nó chống bụng mình lên vậy đó. Dạ. Bây giờ chú cũng không có đi làm gì được, đi lụm da chai. Lụm da chai rồi. Dạ. Không tới ngày nữa 69 rồi. Rồi còn tôi 66 rồi còn mặn gì nữa rồi bệnh vậy đâu có mặn gì ra tiền đâu. Dạ. Nhờ trùm sớm ta người cho 50-30 với gạo. Đường bột hoặc nước tương. Dạ. Để ăn hàng ngày. Dạ. Còn không có giờ không có tiền đi tái khám nhưng mà bác sĩ kêu á là 3 tháng đi tái khám một lần. Nhưng mà dạ. Không có được cái nhà nước ủng hộ cho được cái sổ bảo hiểm hả? Bảo hiểm. Dạ. Rồi cái sổ cận nghèo chứ gia đình gì cũng không được nghèo đó. Dạ. Con không có đứa nào luôn hết. Dạ. Dòng hai vợ chồng. Mấy gì ổ chú Thím được mấy người con? 4 đứa. Mà giờ có vợ có chồng hết, con đứa nào kế bên đây Tư Liên. Không dạ. Có đủ tiền bạc lậu thóc là không cho. Dạ. Tự mần tự ăn. Dạ, kế bên này cái anh này có tật cơ mà. Đó. Dạ dạ. Đó là gái. Dạ dạ. Rồi để con cũng ghé ở bển luôn vậy thôi chú Thím đi nha. Dạ vậy dạ. Cảm ơn luôn cả chú nè. Dạ dạ. Cái tờ nó khổ dữ tờ rồi. Dạ. Ông mới đi về đó. Dạ. Có bữa 5-6 bữa thì được 12. Dạ. 80. Dạ. Vậy đó. Lộn gom gom vậy để bán. Bán đó gom gom với người ta đây vòng vòng ta uống bia cái người ta cho. Dạ. À. Còn cái này cái tờ đất bên của người ta. Dạ. Cũng như mình để đỡ ha. Mình để đỡ. Dạ. Đó, chỗ nấu ăn nó uống già đó, còn cái này thì cũng như cái nhà này thì hổm thì cái thằng tay nó ở. Dạ. Rồi nó thiếu nợ rồi nó bỏ nhà lại, còn vợ chồng già mình thì nó vậy đó. Dạ. Rồi đi lụm về rồi phân ra. Đó, phân ra lụm đi vậy đó, phân ra từ mối vậy đó. Dạ. Trời ơi, tôi nói nó khổ chưa từng nữa chứ ơi. Dạ. Vậy Tết này không có tiền xài, không có tiền ăn uống rồi đó. Dạ. Là mình giữ tờ luôn rồi. Dạ. Ừ, có thằng tay nó bán nhà, nó thiếu nợ nó bán nhà rồi nó đem đồ về nó bỏ lên nhà mình. Cái nhà này cũng cho đó, người ta cho. Dạ. Mà lâu rồi, nay mười mấy năm rồi. Dạ. Nước tiêu mẹ trên bể, còn nhà dưới thì sập mẹ. Còn đồ đó là không có xài được, chỉ xài được có cái tình hình thôi. Còn cái đó là ổng trưng cho đẹp. Dạ. Yeah. À, ăn chân cho đẹp thôi chứ không có hát hót gì được hết. Yeah. Cũng của người ta cho đó. Dạ. Yeah. Còn nhà dưới thì tanh banh hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Cái nóc nhà dưới tiêu hết trơn rồi, hai bên vậy nó cũng tiêu hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Thì xạo hết trơn rồi nha. Đây là nhà của người con của chú Thím nè. Đây là ông quay phim cho con. Chị ơi. Rồi em gửi tặng cho chị là 10 kg gạo. Gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng. Dạ. Ông xã chị nay có đi làm không? Dạ đi làm.
Nhớ như ảnh có tật phải không? Dạ. Chị mấy người con? Dạ bốn. Bốn đứa hả? Nay mấy đứa đi học hết hả chị? Dạ đi học. Mà có đứa bị bệnh hả? Dạ nó bị sỏi túi mật hôm một tuổi mấy em phát hiện tới nay. Dạ. Dạ. Trị hết chưa chị? Dạ cũng còn y thiên à. Dạ. Dạ rồi thôi em đi nha chị. Dạ cảm ơn. Rồi. Dạ, đại lớn mới mẫu được. Dạ. Tôi là tôi mẫu 3 lần rồi đó. Dạ. Giờ Vũ xuống đây là nhà của Linh. Ở đây cũng ở Thới Lại 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Rồi, anh chào cưng nha. Dạ. Anh gửi cho cưng phần gạo 10kg. Phần gạo này là của gia đình của anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng nha cưng. Dạ cảm ơn. Ờ lúc rồi chồng cưng có còn đi giăng lưới không? Dạ còn. Đỡ không? Dạ đi nước này thấp quá, tại gần Tết rồi gió mái nhiều lắm. À. Không có làm được nhiều. Là ở đây là hàng ngày là đi giăng lưới sống á hả? Nghề luôn á hả? Dạ. À. Rồi cưng được mấy người con? Dạ một đứa với trong bụng. À hai đứa ha. Dạ. À rồi. Dạ, nhớ cưng nghỉ anh đi nha. Dạ. Rồi. Giờ Vũ ghé đây chỗ nhà của Chiêu. Ở đây cũng ở ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận nè. Hôm nay người ta cho cất cái nhà lại nha. Rồi chào cưng. Dạ. Cái này người ta cho tiền cưng cất á hả? Dạ, người ta cắt luôn, người ta xuống người ta cắt. À, người ta xuống người ta cắt luôn. Dạ. Cắt nay bao lâu rồi? Dạ, nay cũng lâu rồi mà tại vì người ta cho được nhiêu rồi làm tới đó thì chưa có tiền làm tiếp. À, vậy là dở dang vậy ha? Dạ. Ở đây là Thới Lợi 1 hay Thới Lợi 2 cưng? Dạ, Thới Lợi 2 anh. À. Rồi vậy thì chưa lợp hả? Dạ, chưa. Bây giờ không có tiền rồi ngưng luôn hả? Dạ. Trời ơi. Ngưng luôn rồi sao mấy mẹ con ở? Dạ, ở ké bên nhà ông anh rồi. Nhà này nhà bà con á, vô đi mấy đứa bé nó nắng, vô vô đi. Dạ con. Là cưng là ba đứa con hay bốn đứa? Dạ ba đứa. Ba đứa hả? Hôm rồi là chồng thôi hả? Dạ. Rồi bé lớn nay đâu? Dạ nó đi làm rồi. Đi làm ở đâu? Dạ Tiền Giang á. Nó hổm xuống thì nó về nhà nó giữ em á mà. Dạ hổm xuống thì nó nhà nó giữ em. Rồi em nay đi làm rồi. Dạ. Cưng hổm ra có đi làm gì không? Dạ nay trụ nó xong rồi không có làm. Làm ngoài điện gió hả? Dạ. Là làm ngoài mình phụ làm gì, nấu cơm nước hay làm gì? Dạ không, em đi cũng đi làm hồ vậy. Đi làm hồ dạ. Luôn hả? Thì mấy đứa bé này có đi học không? Dạ bé này đi học, bé này chưa đi. Rồi anh gửi tặng cho 10kg gạo ha. Dạ. Xách lên để lên ghế giùm anh. Gạo này là của gia đình anh Phụng ở bên nước Mỹ gửi tặng nha cưng. Thì qua ở nhà ở đây đây hả? Dạ. À. Dạ vậy cho em cảm ơn gia đình của anh Phụng. Anh giờ phải có ai cho tiền thêm thì lợp ha. Dạ. Bây giờ tính sao? Dạ thì chở đó chừng nào chừng có nào ai có tiền làm tiếp chứ. Rồi dạ. Vậy thì ba cái gạch nó mục. Dạ. Tính thì hỏi ông chuyện làm chưa, giờ con bé này chưa ai giữ á. Chắc cũng đợi qua Tết quá. Bé nhỏ này mấy tuổi không? Dạ 2 tuổi mấy. Còn đứa kế đó? Dạ 8 tuổi. Còn đứa con gái đi làm? Dạ 15. Rồi thôi nghỉ lên đi ha. Dạ. Rồi. Rồi giờ sẵn đây thì Vũ cũng nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ha. Nếu có tấm lòng hảo tâm thì giúp đỡ giùm cho Chiêu. Hoàn cảnh cũng khó khăn rồi thôi chồng rồi là ba mẹ con ở đây cái nhà nhỏ xíu nhà lá nè. Hiện nay người ta cho tiền làm được tới nhiêu đây rồi. Mà giờ là hết tiền rồi ngưng rồi. Vũ nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân nếu mà có giúp đỡ được thì cho tiền chỉ là lợp. Rồi nền cũng chưa xong nữa Chiêu. Rồi này hổm làm hết nhiêu tiền rồi? Hai mấy triệu á hả? Rồi giờ còn gác kèo rồi lợp.
Này ngưng hôm đó nay cũng lâu rồi hả? Dạ hôm đó nay cũng cả tháng à. Trên à. Bây giờ con lợp này nhiêu tiền nữa? Em cũng không biết nữa tại phải không? Em hồi đó giờ không có làm nên không có biết. À. Cửa. Này phải có tiền làm chứ thôi, để mùa mưa tới là nó thấm vô mau hư mấy gạch này hết nè. Mình đây đất nhà hả cơ? Dạ. Mấy đây là cưng xây nhà vệ sinh hả? Dạ. Rồi. Bữa họ đi làm thì mấy ổng còn dư xi măng với sắt đâu nè. À. Giờ thì mấy ổng gom góp xuống làm á. À. Rồi còn gạch đổ này kia thì tiền mẹ con em làm trong đó đó. Ừ. Còn em nấu cơm mẹ em làm hồ quỳ mua về xây. À. Rồi giờ hết khả năng là đứng luôn. Dạ. Giờ hết khả năng. À. Rồi ba đứa con này chồng có cấp dưỡng không? Dạ không. Thì tự làm tự nuôi luôn. Dạ, tự em làm tự nuôi. À. Đừng có chui. Con về anh cưng. Dạ. Thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ thay mặt bà con nhận 40 phần gạo hôm nay là cảm ơn gia đình anh Phụng ở bên Mỹ rất là nhiều. Chúc gia đình anh là được dồi dào sức khỏe nha. Vũ xin chúc hết tất cả cô chú anh chị và các bạn trong nước và ngoài nước đó là lễ Giáng sinh an lành nha, hạnh phúc. Rồi Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo.